Lần đầu tiên mà thấy một cái quán bán bún nước lèo đặc sản miền Tây mà lại múc ra nấu riêng chất lượng như cái quán này. Trời ơi cái hương vị nước lèo nó không lẫn vào đâu được luôn. Với cách nấu từ mắm bò hóc để cho ra hương vị đặc trưng, quán bún nước lèo này có tên là sành, đơn giản là quán chỉ sử dụng chén dĩa sành để phục vụ. Mà cái món ăn này dành cho những người sành ăn nè. Bún nước lèo giữ nguyên được hương vị truyền thống từ mắm bò hóc kết hợp với lại nguyên liệu truyền thống như là thịt heo quay, tôm và cá lóc. Rồi phá cách có thêm chả cá mà tô nào cũng to ú ụ với khá là nhiều topping. Đặc biệt á, là quán sẽ tự làm mới cái món này khi mà có thêm tỏi phi cho thơm cho nên sẽ khác bạn có một chút xíu ngoài bún nước lèo ở thì quán còn có thêm món bún thái ngon hết sảy con bà bảy sóc trăng luôn như mấy bà ơi kiểu đậm đà nhưng mà không có quá chua ăn cùng thịt bò chả cá cá lóc và tôm quán bún nước lèo với kiểu quán ăn hiện đại với máy lạnh và bàn ghế gọn gàng sạch sẽ sẽ được ưu tiên lên hàng đầu cái tô bún nước lèo truyền thống với giá là 69 mươi cành được mang ra kèm thêm một cái chén mắm me đậm đà chấm thịt cá ngon lắm thêm một cái dĩa rau sống với đủ món từ miền tây như là rau thơm bông điên điển bông chuối rau đắng và rau muống bà nào mà thích ăn đặc biệt với thiệt nhiều topping như tôi thì thêm hai chục cành nữa tôi khá là thích cái kiểu bún thái ở quán với hương vị đậm đà ăn kèm với lại dĩa rau trộn với hai loại rau kèo nèo và rau muống mà cái phần bún thái truyền thống thì sẽ có tôm và cá cá lóc thịt bò rồi trộn đều lên ăn rất là ngon với phúc thì ban đầu thấy giá 69 cành cũng hơi rén nhưng mà khi thấy mang ra với khá nhiều topping pin thực sự chất lượng và giá cả phải chăng nha nhân viên ấy thì thân thiện không gian máy lạnh mát mẻ mà các bạn phải trải nghiệm cùng phúc nha